Ok, để mà lấy Apple Pay á thì đầu tiên mình cũng chọn người thợ ha. Bấm số tiền vô rồi bấm nút credit ha. Rồi đến khi cái reader nó kêu lên thì mình lấy cái phone mình bấm cái này hai cái. Rồi khi nào nó ra cái chữ nó ghi là Hold Near Reader đó thì mình sẽ gần cái đầu đọc thẻ. Rồi vậy là được rồi đó. Đó. Rồi.